Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là đấng tạo dựng nên vũ trụ này, vạn vật và mọi điều, thiên nhiên dưới sự cai trị của Chúa. Và cảm tạ ơn Ngài, Chúa đã nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Trong suốt 2 ngày, Chúa của chúng ta đã cho chúng ta có một bầu trời thật là tuyệt vời. Để làm gì? Để chúng ta ngợi khen Chúa buổi tối hôm nay. Anh chị em hãy dâng tiếng vỗ tay của mình để ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta đã cho chúng ta có một bầu trời thật là tuyệt vời để tôn vinh danh của Ngài buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng ta chỉ biết dâng lời cảm ơn Chúa mọi sự xảy ra, mọi điều chúng ta làm bởi ơn thương xót của Chúa. Xin mời anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên, hết tấm lòng của mình ngợi khen Chúa hôm nay để tôn vinh danh của Ngài. Chính Chúa là đấng tạo dựng nên vũ trụ này, sự vinh quang của Chúa. Cảm ơn Ngài, lớn bấy duy Ngài. Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa bài hát lớn bấy duy Ngài. Thank you.
nếu Ngài không cho phép thì tối hôm nay một cơn mưa lớn xảy ra tại chính thì mọi điều chúng ta làm là lúc không. Nên cho phép trời đã tặng cơn mưa trong suốt 2 ngày. Dù là dự báo thời tiết nói rằng đến ngày 7 tháng 7 sẽ hết mưa, nhưng Đức Chúa Trời đã dẹp đi điều đó. Đức Chúa Trời đã nói rằng hãy để dân sự của ta thờ phượng ta. Mọi vật, thiên nhiên, đất trời hãy dừng lại để dân sự của Chúa thờ phượng Chúa của tôi này. Anh chị em có amen điều đó không anh chị em? Amen. Nếu amen hãy nói lớn lên. Một lần nữa. Một lần nữa. Hãy dùng tiếng của tay reo mừng người thân Chúa của tôi này. Đức Chúa Trời là đất tạo dựng nên đất muôn vật, khí hậu, mọi thứ thuộc về phần Ngài. Anh chị em thấy chúng ta trồng mì, trồng cây cối, năm nay dịch lệ đã xảy đến trên vùng biển của chúng ta. Có những người trồng cây cối nhiều năm nhưng không mọc, bởi vì Đức Chúa Trời ghen tương với dân sự của Chúa. Chúa muốn dân sự của Chúa thờ phượng Ngài, nhưng dân sự của Chúa đã không thờ phượng Ngài, đã dùng thần ý riêng của mình, và Chúa đã rủa xả đất. Và chúng ta làm việc thật nhiều nhưng không có dư, bởi vì Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Và chúng ta muốn Đức Chúa Trời chữa lành cho vùng đất của chúng ta, đặc biệt trên quê hương chúng ta, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là thờ phượng Chúa, tôn vinh Ngài, để Đức Chúa Trời đẹp lòng. Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói, bệnh tật, từ nay chiến thắng thuộc về ta. Một lần nữa, dân sự của Chúa, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn và cùng ngợi khen Chúa bài hát Giovanni Si, vỗ tay theo nhịp của chúng. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Amen.
Tôi đếm lại nhé. 1, 2, 3. Lại nha. 1, 2, 3. Chúng ta hát để cho ngôi của Đức Chúa Trời phải đói thương đến dân sự của Chúa. Chúng ta hát để sao tiếng hát của mình bay lên trên các tầng mây và đến được ngay của Ngài, thì chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của anh chị em. Lại nha, 1, 2, 3, chúng ta tốt nha. 1, 2, 3. Lại nha, 1, 2, 3. 1, 2, 3 nha, 1, 2, 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hát lại điệp khúc nha. Rồi mời băng nhạc hát lại một lần nữa nha. Hãy tâm lòng mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa. Và đêm thứ ba anh chị em hãy nói hallelujah nhá. 1, 2, 3 hallelujah. 1, 2, 3 hallelujah. Lời khen Chúa là đấng là cho chúng ta được thờ phượng Chúa của tối hôm nay. Hãy hết lòng, hãy lợi dụng thời giờ, bởi vì mỗi một nên chúng ta hết lòng ngợi khen Chúa tối hôm nay. Trong Cha là sự sống con, nguồn năng lực. Tôi mới luôn niềm hy vọng. Không đổi trong Chúa với Cha. Anh chị em hãy dâng hết tấm lòng của mình. Chỉ có trong Chúa, chỉ có trong Chúa chúng ta mới được tự do. Chỉ có trong Chúa chúng ta mới được tình yêu thương đất thật sự trong lòng. Trong Cha là sự sống con, nguồn năng lực tươi mới luôn, niềm hy vọng không đổi thay. Trong Chúa hỡi Cha, hãy hết tấm lòng người khen Chúa của tôi này. Hãy hết tấm lòng người khen Chúa của tôi này. Dâng lên cho Chúa những điều tốt nhất cho chúng người. Chúa, mọi người được thay đổi,
trở nên tươi mới, từ bỏ những thói riêng của mình, trở về bên Chúa. Nhưng sau khi dân sự Chúa nhận được phước hạnh từ nơi Ngài, dân sự của Chúa đã chống lại Đức Chúa Trời. Chống lại Đức Chúa Trời bằng cách họ đã bỏ đi lòng kính mến ban đầu, họ đã bỏ đi sự thờ phượng ban đầu, họ đã để nhà của Chúa trở nên hoang vu. Và thế Đức Chúa Trời đã rủa xả đất, bởi vì dân sự của Chúa đã quên đi là Đức Chúa Trời đấng ban phước cho họ. Và khi họ trở nên khôn ngoan thì họ nghĩ rằng đó là bởi sức của họ, nên Đức Chúa Trời đã đánh đổ tất cả những điều gì của con người này. Bởi lẽ đó, nếu chúng ta muốn nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, thì các thế hệ trẻ của chúng ta hãy thay đổi, hãy hết tấm lòng thờ phượng Chúa. Anh chị em có amen gì đó không anh chị em? Anh chị em có muốn được phước hạnh không anh chị em? Chúng ta muốn được phước hạnh thì chúng ta hãy dùng hết tấm lòng của mình để thờ phượng Chúa. Anh chị em hãy dùng chút thời gian của mình để thầm nguyện với Chúa trong giây phút này. Hãy dâng cho Chúa những điều ước ao trong đời sống của mình. Hãy cầu nguyện, hãy nài xin Chúa, hãy xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình về những điều mình chưa làm được đẹp lòng Chúa. Hãy xin Chúa thứ tha, xin Chúa thứ tha cho đời sống của mình, để Đức Chúa Trời là đấng sẽ chữa lành đất đai ruộng vườn mọi điều của anh chị em. Hãy đến với Chúa của tôi hôm nay, hãy kêu cầu Chúa đừng ngại, xin Ngài Chúa thương cha.
phương này. Lòng mong ước có sự đổi thay bao nhiêu giờ này, hoàn cắt hết những phản vỡ trong trái tim của con. Hãy dâng hết tâm hồn của mình để Ngài xin chứa của con này. Không có một con đường nào khác để chúng ta bước đi, chỉ có một con đường duy nhất, đó là bước qua của Chúa Giêsu. Nên là chúng ta hãy hàng trước mặt Chúa kêu cầu cùng nhà những lỗi lầm của mình và cầu xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng ta của con. Lòng mong ước Chúa đôi thay lòng mùa dương này, hàng gần hết những phần vỡ trong trái tim của con với hy vọng trong bàn tay của Cha hiền thương, nguyện Chúa dẫn dắt đời con. Xin Chúa hãy sử dụng trong thời giờ ca ngợi Chúa này bài giảng sống, một bài giảng đem đến sự nguồn khích lệ, yên ủi, động viên và chúc phước. Lạy Chúa cũng dùng những buổi trình giảng tối hôm nay, mặc dù chúng con là những con người không ra gì, nhưng con biết rằng ngay bây giờ Chúa Thánh Linh đang ngự trị, ngay bây giờ chính Chúa Giêsu đang ngự trị và chính Chúa Trời đang tể trị
trong buổi tối hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con có một sức mới, một sức chúng con có thể không mệt mỏi, không ê ỏi, không nặng lòng, không nặng chí. Chúng con có thể cứ mạnh mẽ trong một tấm lòng sốt sáng, còn yêu mến Chúa và người khen Chúa hơn nữa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, để cho thời giờ Chúa được ban phước cho thời giờ buổi tối hôm nay, một lần nữa con cầu xin Chúa thương xót tha tội của chúng con, cũng như hết thảy anh em chúng con có mặt tối nay hôm nay. Nếu có điều nào không tốt đẹp, có điều nào xấu xa, có những điều nào suy nghĩ trong tư tưởng, trong hành động không đẹp ý Ngài, cũng xin Chúa thương xót cảm thông, bỏ qua chúng con. Rồi còn đến với Chúa sự thờ phượng, người khen chúc tụng tôn cao danh Ngài, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Rồi Ngài sẽ tiếp tục ban phúc lành cho thời giờ chương trình còn lại, hầu bảo vệ che chở của Thiên Chúa, và Ngài tiếp tục gìn giữ thời tiết, bảo vệ thời tiết của Chúa để bảo vệ an toàn chúng con trong mọi sự. Và đặc biệt Ngài cũng giữ gìn an ninh trật tự xung quanh chúng con. Nếu có những điều nào, nếu có những điều gì xấu xa, có những kẻ thù nào hâm đen với con, lại Chúa xin Ngài cũng bảo vệ và gìn giữ. Và Ngài cho chúng con được bình an suốt chương trình từ khởi điểm đến kết thúc của sự bình an của Đấng Trời yêu quý của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cùng kính giao phó cái một giờ còn lại tay yêu thương của Ngài. Con thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thank you.
Vâng, anh xin cảm ơn Thánh Chúa rất là nhiều. Và trong danh Chúa Giêsu, lời nói đầu tiên tôi xin được gửi lời chào tới tất cả quý mục sư truyền đạo, quý thầy cô, các bạn thân niên, mọi người quý tôi con các Chúa có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Đặc biệt là chào mừng tất cả các bạn đạt từ các hội thánh ở Bắc Cát Lây trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tất cả các bạn đạt ạ. Vâng, anh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, đúng là mọi suy tôn thuộc vua. Và chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Chúa qua những tiếng đàn, tiếng trống của tất cả các em nhạc công đến từ các hội thánh trong buổi tối ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu các ban nhạc khu vực Bắc Đắk Lây trong buổi tối ngày hôm nay, là tôi xin đọc kính mời toàn thể quý con cái Chúa chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên đến từ hội thánh Bình Xuyên với bài thánh ca cung kính tôn thờ. Xin đọc kính mời ban nhạc đến từ hội thánh Bình Xuyên, chúng ta sẽ cùng trở về với sân khấu để tôn vinh Chúa với bài này. Xin đọc kính mời. Thank you.
Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ban nhạc đến từ Thánh Tư Sen. Vâng, xin cảm ơn quý vị nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quý. Kính thưa tất cả quý con gái Chúa có mặt trong tối ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là đấng tể trị trên mọi vật. Chúa là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này và mọi suy tôn đều thuộc về Ngài. Và tác giả đã viết có nói rằng: hồi cả cho đất hãy cất tiếng hát reo mừng cho Đức Giê-hô-va, và vật chi thờ hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và sau thì giờ này xin đọc kính mời toàn thể quý con gái Chúa chúng ta sẽ cùng lắng nghe một thánh ca Mọi Suy Tôn Thuộc Vua do Hội Thánh Long Nam trình bày. Xin đọc kính mời. Mọi suy tôn thuộc vua, chúng ta hãy đưa tay lên cao thờ phượng Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là đấng dựng nên trời. Đưa đôi tay lên cao
Vâng, xin cảm ơn ban nhạc đến từ Thánh Long Đan với bài hát Mọi Suy Tôn Thuộc Vua. Kính thưa toàn thể quý vị, và có một tác giả trong thánh ca nói rằng: Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu Ngài đang sống hiện rày, và Ngài sẽ đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi của chúng ta. Và nếu hỏi rằng ngày nay Chúa sống ở đâu, thì tôi sẽ trả lời với hòa lòng với tác giả rằng Chúa sống trong tôi. Và quý vị có đồng ý rằng Chúa đang sống trong mỗi quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Amen. Và cảm tạ Chúa. Sau thời gian này xin đồng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài thánh ca Chúa sống trong tôi. Xin chào đón và các anh em ban nhạc đến từ Hội Thánh Bình San, xin đồng kính mời.
Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả anh em ban nhạc đến từ Thánh Vinh San rất là nhiều. Vâng, kính thưa tất cả quý vị con cái Chúa, quả thật là Chúa của chúng ta Ngài không hề thay đổi. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời Ngài không hề đổi thay. Và sau thời giờ này chúng ta sẽ cùng đến với thánh ca Chúa muôn đời uy nguyên. Xin chào đón hội thánh Vinh Quan Yên sẽ cùng trở về với sân khấu để cùng thực hiện bản hòa tấu này. Xin phép cũng mời ban nhạc đến từ thánh Quan Yên. Thank you.
Chúng ta cho một tràng vỗ tay để cảm ơn anh em ban nhạc đến từ Thắng Tôn Yên ạ. Các bạn xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kính thưa tất cả quý con cái Chúa, có một bản thánh ca nói rằng: nay ta luôn đắc thắng nghèo đói, nay chúng ta được đắc thắng bệnh tật, nay chúng ta được đắc thắng buồn chán. Và tất cả những điều đó có phải đến từ chúng ta, mà chúng ta đến từ ai ạ? Vâng, đến từ Chúa. Nhờ dòng huyết máu của Chúa, và Ngài đã chiến thắng trên cây Golgotha, và từ đó Ngài cho chúng ta được sự đắc thắng mọi tật, mọi điều trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình giao lưu các ban nhạc ngày hôm nay, xin rộng kính mời toàn thể quý khách con cái Chúa, chúng ta sẽ cùng đến với bản thánh ca Jehovah Nissi. Xin rất rộng kính mời anh em ban nhạc đến từ Thánh Đất Chấp sẽ trình bày ca khúc này. Xin rất rộng kính mời. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn anh em ba đến từ bản thân các hội thánh của Thánh Đức Chấp, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và nếu chúng ta có thể nói về ơn của Chúa thì chúng ta không thể nào nói hết được ơn của Ngài. Và có một thế giới, có một tác giả nói rằng là nếu ông mà có thể lấy cây để làm bút và lấy biển, nước biển để làm mực để có thể viết ra về những ơn phước của Chúa trên cuộc đời của ông thì ông sẽ không thể nào mà mặc dù dùng hết cái nước biển để cạn nước biển thì cũng không thể nào mà viết hết được cái ơn phước của Chúa trên cuộc đời. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa, mặc dù buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết trời có mưa, nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay thì Chúa cho thời tiết rất là tuyệt vời, và chúng ta dâng lên lời cảm ơn Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Và hội thánh cách dền của buổi dâng lên Chúa với lời cảm ơn Ngài. Xin đọc kính mời anh em hội thánh cách dền, xin đọc kính mời.
hối. Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ đổ đầy thần linh của Ngài trên tôi trai tớ gái và đặc biệt là trên các bạn trẻ có mặt trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với Chúa với bài thánh ca Xin Thần Linh Chúa Đến. Vâng, xin chào đón ban nhạc Hallelujah sẽ cùng trở về với sân khấu của chúng ta để cùng ngợi khen Chúa với bài thánh ca này. Xin mời. Thank you.
Hallelujah. Và kính thưa tất cả quý vị, có những lúc trong cuộc đời của chúng ta, trong những bước chúng ta sống trên thời gian này, có nhiều lúc chúng ta đi tìm vật chất, chúng ta tìm sức khỏe, chúng ta tìm mọi mặt và tài chánh, chúng ta tìm một danh vọng, tìm một công việc, nhưng tất cả điều đó đều vô nghĩa nếu chúng ta không có Chúa. Và tiếp tục trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được kính mời toàn thể con cái Chúa chúng ta hãy cùng đến với bản thân ca tìm cho tất cả anh em ban nhạc đến tổ thánh tên rộng. Xin đọc kính mời anh em ban nhạc. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn các bạn. Và tác giả đã nói rằng tôi đã tìm cho cuộc đời mình một tình yêu, đó chính là Chúa Giêsu. Và tôi tin chắc rằng quý vị có mặt tại hôm nay, chúng ta cũng đã tìm được cho mình và cũng đã gặp được Chúa. Và xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và liên tục chương trình giao lưu văn nghệ các ban nhạc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tham gia của các bạn. Ban nhạc đến từ Thánh Hồ Ma, một ban nhạc phía Bắc của đất Lai ạ. Vâng ạ, xin chào đón tất cả anh em ban nhạc đến từ Thánh Hồ Ma sẽ lời khen Chúa với bài thánh ca Thiên Chúa Ngự. Xin chào đón các bạn. Thank you.
Chúa sẽ dẫn đưa tất cả chúng ta đến trong con đường. Vâng ạ, xin cảm ơn các em rất là nhiều. Và đây là ban nhạc mà mới là ban nhạc nhí. Và khi nhận được lời mời của ban tổ chức thì các em mới tập luyện với nhau trong vòng vài tuần. Và một lần nữa cho một tràng pháo tay để khích lệ các em ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn. Và có một tác giả đã nói rằng trần gian như đêm đông mịt mù, như đêm đông lạnh lùng. Và trần gian thì nhiều điều lôi cuốn con người chúng ta. Trần gian thì rất dễ làm cho chúng ta xa cách Ngài. Và thì giờ này xin đồng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài thánh ca Khúc Hát Miền Cao. Vâng, xin trân trọng kính mời anh em ban nhạc của Hội Thánh Con Bờ Rõi. Xin trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin chúng ta trong một ngày hôm nay một lần nữa được cảm ơn tất cả anh em ban nhạc đến từ Thánh Tông rồi. Kính thưa tất cả mọi người, và chúng ta sẽ còn một ban nhạc cuối cùng sẽ kết thúc chương trình giao lưu các ban nhạc khu vực phía Bắc của huyện Đắk Lây. Và kính thưa toàn thể, giống như tôi đã nói lúc đầu, và có một câu thánh nói rằng vào trong những ngày sau cuối, Chúa Ngài sẽ đổ đầy thần linh của Chúa trên tất cả chúng ta. Và ngay từ giờ này, các bạn đến từ Hội Thánh Đắk Rú cũng muốn gửi khen Chúa với bài thánh ca này để nói, để khẳng định rằng Chúa sẽ đổ thần linh của Chúa trên tất cả chúng ta, để danh của Chúa được vinh hiển, để chúng ta sẽ tự do để làm công việc công tác của Ngài. Vâng, xin chào đón tất cả anh em ban nhạc đến từ Thánh Đắk Rú ạ. Xin mọi người chúng ta cho một tràng vỗ tay ạ. Và chúng ta hãy cho ban nhạc đến từ Thánh Đắk Rú một tràng pháo tay một lần nữa đấy ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Chúa, như vậy là chúng ta đã xong tất cả 11 ban nhạc trong chương trình giao lưu các ban nhạc ở khu vực phía Bắc của huyện Đắk Lây trong buổi tối ngày hôm nay. Và để kết thúc chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay xin được kính mời mọi người, chúng ta sẽ cùng người khen Chúa. Và xin được kính mời ban nhạc cùng ban hát dẫn, chúng ta sẽ cùng trở về với sân khấu để cùng người khen Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, để cảm tạ Chúa, để dâng lên cho Chúa rằng để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Tại vì lúc này khi mà chương trình của chúng ta đã đi một nửa thời gian thì có cơn mưa, và năng quyền của Chúa đã làm cho cơn mưa đã bay đi, và chúng ta tiếp tục người khen Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng ta không có cớ gì để chúng ta tôn cao Ngài, không có cớ gì để chúng ta người khen Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mọi người chúng ta hãy đứng lên và tự do đến với Chúa trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Cầu xin người người sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cầu xin tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, mỗi một người chúng ta sẽ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta trở về Hội Thánh Địa Phương và chúng ta hãy làm nóng của mình. Vâng, vào trong những ngày sau cuối, người người sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Ngài sẽ đổ thần linh của Ngài trên tất cả các loài, ban cho khắp mọi.
mọi dân trên mặt đất. Và trong đó có chúng ta ngày hôm nay, chúng ta và quý vị có tin rằng Chúa sẽ đổ thần linh của Ngài trên quý vị trong tối ngày hôm nay không ạ? Amen. Quý vị có amen không ạ? Amen. Vì vậy chúng ta hết lòng người khen Chúa trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tự do nhảy múa đến với Chúa người khen Ngài. Xin ban kỹ thuật xử lý giùm hai cái hộp ạ. Quý vị đã sẵn sàng để nhảy múa người khen Chúa chưa ạ? Come on.
Nhờ sự thương xót của Ngài, chúng ta được hiệp lại đây và chúng ta hãy cùng ngợi khen Chúa với bài thánh ca hiệp lại trong ân điển Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa hãy dùng
các ban nhạc này, dù có anh em này, hãy làm những việc lớn hơn nữa cho Chúa, lớn hơn nữa cho Chúa. Không phải chỉ riêng tại huyện nhà này, nhưng khắp mọi nơi này muốn các anh em đi đến để phục vụ Ngài. Lạy Chúa, với đức tin chúng con tuyên xưng đức tin rằng hôm nay là một tối phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng con, chợt những cơn mưa ra để chúng con được tự do thờ phượng Chúa. Còn biết ơn Ngài, và chúng con chỉ biết nói rằng chúng con biết ơn Chúa thật nhiều trong cuộc đời này. Nếu không có Chúa, chúng con chỉ là hơi thở, chỉ là bụi cát, không có tác dụng gì cả. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con giao sự vinh hiển này từ đầu tới cuối trong sự dịu dàng, giao vinh hiển về cho Ngài. Còn một đêm mai nữa, chúng con cũng sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa. Chúa ơi, nhưng mà đêm ngày mai chúng con không cầu xin nữa, tùy Ngài, Ngài muốn như thế nào là tùy Chúa. Và chúng con dọn lòng của chúng con trong đêm mai để chúng con tôn thờ Chúa. Nếu để với Chúa, và tối ngày mai chúng con sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa với những bài múa, những bài hát, và đem chúng con dâng cho Chúa để Đức Chúa Trời chữa lành cho vùng quê của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Sau giờ phút này, chúng con sẽ trở về nghỉ ngơi để lấy sức để tiếp tục thờ phượng Chúa. Để giờ phút Chúa cất chúng con trở về cùng Ngài, đời sống chúng con là những con người trẻ tuổi hết lòng thờ phượng Chúa đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời chúng con. Và một lần nữa chúng con biết ơn Chúa vì vũ trụ này, thiên nhiên này, những giọt mưa này. Nếu không phải với sự cho phép của Chúa, không có một giọt mưa nào rớt trên khu vực này để vinh hiển danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lại trên anh em của chúng con, những con người đã góp phần vào trong chương trình này, về sự dâng hiến, về sự dàn dựng, về âm thanh, về máy chiếu, về ẩm thực. Chúa ơi, rất là nhiều điều, nhiều anh em góp phần vào, con không biết phải cảm ơn họ như thế nào, mà con chỉ biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng dò xét từ mỗi lòng của mỗi con người. Hãy ban phước cho họ, hãy cho họ trở nên giàu có hơn, mạnh mẽ hơn nữa, để họ sẽ làm những chương trình lớn hơn nữa để vinh danh Chúa. Chúng con ao ước rằng huyện nhà của chúng con sẽ cho chúng con được tổ chức tại sân công đồng của huyện, để cho cả huyện biết rằng Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời oai nghi cả thế, vinh quang cùng về Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con giao phó thì giờ này trong tay của Chúa, xin dâng lại cho Chúa sự vinh hiển thuộc về Ngài, sự sử dụng thuộc về chúng con, sự thất bại thuộc về chúng con, vinh quang thuộc về Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Vâng, xin cảm ơn Thầy Đức Tiến rất nhiều và xin cảm ơn anh em. Và theo như chúng ta đã thống nhất với nhau hồi chiều là có sẽ trao thưởng cho các đội mà tham gia giao lưu với nhau, mình đá với nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời đội đoạt giải trong buổi chiều hôm nay xin trở về đây để nhận quà từ ban tổ chức. Xin mời đến đọc cái mời ạ. Và xin mời anh em chúng ta đồng ngồi ạ. Vâng, xin mời đội trống sẽ cùng trở về với sân khấu để ta sẽ nhận quà từ ban tổ chức của tất cả những tay trống của 11 hội thánh có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Họ không chỉ giỏi đánh trống để người khen Chúa, mà họ cũng giỏi về thể thao để rèn luyện sức khỏe. Và chiều hôm nay trong giao lưu với nhau trong đội trống, đội organ, đội guitar bass, đội trống của chúng ta đã nhận được giải trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được kính mời thầy cùng ban tổ chức sẽ trao phần quà cho các bạn. Xin mời. Anh chị em biết trời đã dừng cơn mưa, đúng không? Đã biết ông Chúa điều đó. Anh chị em có muốn anh chị em có muốn còn đêm ngày mai nữa không anh chị em? Có nữa không anh chị em? Rồi nếu mà có thì nhanh tay đăng ký các tiết mục về cho thầy Thọ. Chỉ 15 tiết mục đổ lại nha. Ai nhanh tay thì sẽ được đăng ký vào đêm mai. Bởi vì đêm mai là đêm tự do. Đêm tự do, ai muốn làm gì làm, muốn múa hát thì hát.
muốn nhảy thì nhảy tùy, nhưng mà mai sẽ giao lại cho thầy thọ. À, nếu đội nào đăng ký chậm thì sẽ không có. À, và hôm nay thì chúc mừng cho đội trống. Nha, đội trống đã được giải trong giải bóng đá của đội trống thì anh chị em có nhớ là đội trống nói cái gì trước khi nhận giải không? Đội trống nói gì? Rồi xin mời trưởng đội trống nói lại coi, hồi nãy thì nếu mà đội trống nhận giải thì đội trống sẽ làm gì? Sẽ dâng lại phần cho ban tổ chức và còn lại thì chia cho hồi nãy à? Vậy là nếu mà thắng do lúc chiều nói là nếu thắng thì chia cho các anh em của người ít bình xăng về, với lại còn ít nữa chia cho những người thực sự cần. Ok rồi nha, đó là lời nói đội trống nha. Thì là nếu mà được giải thì chia tiền xăng cho mỗi người, thì chắc Chúa cảm động người đội xăng hay sao nên Chúa mới cho đội trống thắng. Còn đội đội bát hồi nãy thì bảo là mua bánh ăn chung, còn đội organ thì bảo là mua mì tôm ăn, còn đội guitar thùng thì bảo dân lại ban tổ chức. Đội đó thì thất bại rồi, mới đầu là biết thất bại rồi, bây giờ đội trống, cái đội mà chia tiền xăng thì sẽ được giải, thì trong đây là 1.000.000 đúng không? Thì ở đây mấy người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chu cho tròn luôn đúng không? 1, 2, 3. Rồi 10 người thì mỗi người sẽ được 100.000 nha. Yeah. Rồi sau đây thì đội trưởng sẽ chia lại. Rồi. Cứ làm đúng với lời mình nói không sao hết. Không sao nha. Yeah. Cứ như vậy nha. Yeah. Các bạn thì sau giờ này mỗi người lại lấy được 100.000 tiền đổ xăng. Rồi chúng ta cho đội này một tràng pháo tay thật lớn. Sau giờ này chúng ta sẽ trong nhà thờ chúng ta sẽ ăn cháo. Rồi đêm mai á thì 7 giờ chúng ta sẽ 6 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Được chưa anh chị em? Nha. Yeah. Tối chưa? Ban tổ chức đâu đủ người. Rồi tối mai nha anh chị em nhé. Ai đăng ký thì đăng ký với thầy thọ rồi sẽ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về nhà thờ. Đổ mấy cái thờ hết pin hết. Xin được cảm ơn tất cả quý con ca Chúa đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Nguyện sự Chúa ngài sẽ ban phước trên tất cả quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.